Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món ngon đó là bún riêu tôm. Bún riêu tôm thì mình sẽ không có thiếu tôm phải không các bạn? Trong cái nồi nước này thì mình đã hầm tôm khô 1 tiếng đồng hồ. Trước khi mình cho tôm khô vào nồi để hầm thì mình phải rửa sơ qua nước. Mình dùng là 2 chén tôm khô, mình rửa sơ qua nước nóng nha các bạn. Sau đó mình cho vào đây là 10 lít nước, sau đó mình nấu nửa tiếng để cho ra nước ngọt. Bây giờ thì mình rớt tôm ra để mình xay nấu bún riêu. Tôm gồm có những gì? Thì nguyên liệu rất là đơn giản, ai cũng làm được. Bún riêu thì cũng không thiếu giò heo phải không các bạn? Giò heo rửa như thế nào thì mình cũng đã có một cái video chia sẻ. Thì giò heo mình mua về mình phải rửa cho thật là sạch qua nước, muối và chanh. Sau đó mình sẽ ngâm vào cái thau nước muối và chanh, mình để qua đêm nha các bạn, hoặc là mình cũng phải 8 tiếng đi. Thì như vậy máu hết trong tất cả xương như thế này sẽ ra hết. Mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn một lần nữa nè. Khi mà mình banh ra những cái xương thịt như thế này nè, mình không có thấy máu nè các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ đổ nước sôi qua một lần trước khi mình cho vào nồi nước súp. Thì bây giờ mình sẽ cho vào cái nước súp. Cái nước súp này là đã có tôm, mình đã trụng tôm rồi và mình cũng đã vớt tôm khô ra, mình sẽ đi xay. Thời gian mình nấu giò heo là nửa tiếng các bạn ơi, thì cũng nhanh lắm. Trong lúc này thì mình sẽ pha chế những nguyên liệu khác. Trong thời gian mình đợi cái nồi nước giò heo hầm nửa tiếng đó các bạn, thì mình sẽ làm thịt tôm, mình trộn vào cái tô như thế này. Và đây là tôm khô mình đã xay nhuyễn như thế này, với lại 2 cup mình cho vào nước sôi mình nấu nửa tiếng, sau đó mình lấy ra mình xay nhuyễn như thế này. Bây giờ mình cho vào đây một cái tô lớn nha các bạn, mình sẽ trộn tôm khô xay nhuyễn và mình sẽ cho vào luôn là thịt heo xay. Mình sẽ dùng là 1 pound thịt heo xay nha các bạn, mình cho 1 pound thịt heo xay vào đây như thế này. Và trong cái thịt heo xay này thì mình sẽ cho vào đây luôn là 1 muỗng canh bột nêm, mình cho vào như thế này. Và sau đó mình sẽ cho vào đây là 1 lon riêu tôm, 1 lon nha các bạn, mình cho vào đây luôn. Và mắm tôm. Mắm tôm Bắc là một loại mắm tôm mình hay dùng ăn rất là ngon. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng mắm tôm Bắc. Khi mà mình cho mắm tôm Bắc vào thì nồi bún riêu của mình sẽ ra một cái mùi rất là ngon, giống như là ở Việt Nam người ta hay dùng loại cua đồng. Nhưng vì mình ở đây không có cho nên mình phải dùng mắm tôm Bắc. Mắm tôm Bắc là một cái hiệu mà mình thường dùng nhất là cái này. Rồi thì mọi thứ mình sẽ trộn đều với nhau nha các bạn. Mình sẽ trộn đều với nhau như thế này. Và sau khi mình trộn đều với nhau hết thì mình sẽ cho vào đây là 4 cái trứng gà. Và đây là 4 cái trứng gà mình đã để như thế này. Mình cho vào luôn nha các bạn. Và mình đã quậy đều lên với nhau như thế này. Trứng, tôm khô và thịt heo xay, gia vị. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh bột khoai. Nếu các bạn không có bột khoai, các bạn có thể dùng bột bắp và bột củ năng. Mình cho vào đây để mình giữ lại miếng thịt khi mình cho vào nồi nước súp không bị vỡ tan ra. Mình quậy đều lên nha các bạn. Như thế này. Bây giờ nồi nước súp
cũng sắp xong rồi, mình sẽ xào cà và đậu hũ cho vào nồi nha các bạn. Mình sẽ dùng ở đây là 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn trong này thì mình có chút xíu dầu điều để cho nó có cái màu rất là đẹp nha các bạn. Mình cho vào như thế này. Và bây giờ mình cho vào đây luôn là 2 muỗng canh tỏi xay. Mình cho vào đây 2 muỗng canh tỏi xay luôn. Mình trộn đều như thế này. Mình chỉ cần trộn sơ sơ thôi nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây là 2 củ hành, đầu hành đó các bạn, đầu hành lá đó mình cho vào đây luôn. Mình xào tất cả chung với nhau như thế này. Và mình cho vào đây luôn là 2 muỗng canh bột paprika. Paprika thì mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Cũng dễ tìm lắm các bạn ở các chợ Mỹ. Bột paprika là một loại bột nó có cái màu sắc rất là đẹp, cũng không thua kém gì là bột của dầu điều. Như các bạn thấy bây giờ trong cái nồi chảo của mình xào là ít dầu, là bởi vì nó đã thấm vào tỏi và hành như thế này. Thì mình bắt đầu cho lửa lên nha các bạn. Và trong thời gian mình đợi cho lửa lên nóng hành và dầu tỏi thì mình sẽ cho cà vào. Hành tỏi thì đã vàng được một chút thì bây giờ mình cho vào đây là 2 muỗng canh cà tương, là cá chấp đó các bạn, mình cho vào đây để vào cái nước súp của mình nó sẽ có cái ngọt ngọt chua chua nha các bạn. Mình cho vào đây luôn. Mình trộn đều với nhau. Và bây giờ mình sẽ cho vào đây là cái đậu hũ chiên nha các bạn. Cho hết đậu hũ vào trong này. Mình dùng là 2 miếng đậu hũ mình mua về mình chiên, hoặc là ở ngoài chợ người ta đã bán chiên sẵn đó các bạn. Mình cũng có thể mua về để mà mình trộn chung như thế này. Mình chỉ cần trộn sơ thôi các bạn ơi, không có cần kỹ lắm đâu. Và đây mình dùng là 3 phao cà romaine. Mình cắt là mình cắt xéo xéo một trái, mình cắt ra làm hai rồi mình cắt xéo miếng như vậy nè các bạn. Thì khi mà mình nấu bỏ vô đó thì nó sẽ không bị bấy nha các bạn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên như thế này. Mình chỉ cần trộn sơ thôi các bạn, mình không có trộn nhiều quá vì cà nó sẽ bị bấy nha. Mình trộn để cho có cái mùi thơm cà với đậu hũ nó thấm cái gia vị vô. Như nãy giờ các bạn chưa có thấy mình bỏ gia vị vô đây đúng không? Là bởi vì mình không có cần bỏ vô đây vì mình không có muốn là gia vị nó sẽ thấm vào cái miếng đậu hũ hoặc là miếng cà thì nó sẽ mặn. Mình sẽ nêm gia vị vào cái nồi nước súp mà thôi. Thì bây giờ cái nồi nước súp cũng đã xong rồi, mình sẽ cho tất cả gia vị này vô cái nồi nước súp nha các bạn. Nồi nước súp bây giờ cũng đã xong rồi. Có lẽ là các bạn sẽ thắc mắc một điều tại sao lúc đầu mình bỏ giò heo vô mình không có bỏ gia vị, bởi vì trong cái nồi nước súp của mình nó đã có tôm khô. Vì vậy mình không có bỏ bất cứ gia vị gì vào trong này. Bây giờ đã đến lúc mình phải cho vào. Mình sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh đường phèn nha các bạn, mình cho vào đây. 2 muỗng canh bột nêm gà. 1 muỗng, 2 muỗng mình cho vào luôn. 1 muỗng canh muối hồng. Mình cho vào. Mình trộn đều lên như thế này. Giò heo mình nấu chừng nửa tiếng thôi các bạn, vì trong thời gian mà mình nấu bỏ riêu bỏ mọi thứ vô thì giò heo vẫn còn cái hơi nóng, nó sẽ chín nhiều hơn như thế này. Và bây giờ mình sẽ nấu thêm 10 phút nữa để cho tất cả gia vị thấm vào giò heo. Thì mình sẽ cho vào cà và đậu hũ như là huyết heo. Sau 10 phút mình đã cho gia vị vào nồi nước súp. Bây giờ mình phải vớt giò heo ra nha các bạn. Mình vớt giò heo ra để vào một cái tô nước đá.
để cho giò heo được giòn hơn và trắng. Khi mình ăn thì mình sẽ cho vào tô, mình không để giò heo trong nồi nước súp nha các bạn. Bởi vì nếu mà mình để giò heo trong nồi nước súp á, tại vì giò heo nó có mỡ, như vậy thì nó sẽ dễ làm hư cái nồi nước súp của mình lắm. Cho nên tốt hơn hết là mình vớt ra như thế này và mình cho vào một cái thau nước đá, mình ngâm vào đó. Khi nào mình ăn thì mình sẽ cho vào nồi hâm nóng lại là ăn được rồi. Nồi nước súp bây giờ cũng đã xong thì mình sẽ cho thêm nước vào để đủ 10 lít nha các bạn. Và đây là huyết heo mình đã mua ở chợ. Có hai loại huyết heo mình có thể dùng. Thứ nhất, mình có thể mua loại huyết heo người ta chưa luộc, mình về mình luộc. Hai là mình sẽ mua cái loại người ta luộc rồi nhưng mình vẫn phải về trụng sơ lại rồi mới cho vô nồi nước súp nha các bạn. Luộc huyết heo thì cũng không có khó lắm đâu. Các bạn cứ mua về bắt một cái nồi nước khoảng 2 lít, rồi các bạn cắt nhỏ ra theo ý thích của gia đình, rồi sau đó các bạn luộc trong khoảng 10 phút như này đã xong. Nhưng nếu họ đã có huyết heo sẵn thì mình luộc trước thì vẫn tốt hơn. Bây giờ mình cho vào luôn đậu hũ với cà nha các bạn. Như nãy các bạn đã thấy rồi, đậu hũ và cà mình đã xào sẵn, mình cho vào nước luôn nha các bạn. Mình cho hết vào một lúc luôn. Như thế này. Và bây giờ thì mình đợi nước cho sôi lên một chút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh mắm tôm Bắc. Mình dùng một muỗng canh mắm tôm Bắc cho vào một cái cup. Mình cho nước vào đúng một cup nha các bạn. Sau đó mình quậy cho đều như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lược qua cho vào nồi nha các bạn. Để mình lấy ra hết những cái cặn trong cái tương Bắc. Như thế này các bạn cho vào. Mình chỉ cần làm như vậy thôi. Đây các bạn thấy không, nó có cặn nè, cho nên nó xuống từ từ đó, các bạn thấy ha. Đó, cho nên mình cứ cho xuống từ từ thôi. Và mình cũng không hẳn là cho hết xuống đâu nha các bạn, như vậy là đủ rồi. Mình lấy ra bởi vì trong này chỉ là cặn thôi. Rất là nhiều cặn nè, các bạn thấy không? Đó, cho nên mình phải cần một cái lược nha các bạn. Và đây là riêu cua mình đã làm từ lúc đầu các bạn nhớ không? Thì bây giờ mình sẽ lấy 1 phần 3 cho vào một cái dĩa như thế này. Mình cho vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào nồi nha các bạn. Và đây là riêu tôm mình đã chia ra 1 phần 3. Bây giờ mình cho vào cái nồi nước súp nha các bạn. Mình cho vô như thế này. Mình cứ cho hết vào. Rồi bắt đầu mình lấy cái đôi đũa mình sẽ quậy như thế này, quậy theo dòng đó các bạn, để cho riêu cua, riêu tôm đi ra như thế này, rất là ngon. Mình sẽ múc lên cho các bạn thấy ha. Đây các bạn thấy không? Đây là huyết. Mình sẽ để gần lại cho các bạn ha. Đây, đây là riêu tôm nè, nó như thế này nè, huyết nè. Đậu hũ và cà, đó là cách thức mình làm bún riêu. Và bây giờ mình sẽ bỏ riêu cuối cùng như thế nào, mình sẽ làm cho các bạn xem. Mình sẽ lấy một cái dĩa dẹp như thế này nè các bạn, rồi mình sẽ cho riêu tôm vào đây, mình chia ra làm khoảng 2, 3, 4 lần tùy theo mình thích, rồi mình ép nó ra như thế này. Rất là đơn giản phải không các bạn? Rồi sau đó mình sẽ cho vào nồi. Khi mình cho vào thì một miếng riêu tôm này nó sẽ làm từng miếng nha các bạn. Và bây giờ đây là cái dĩa riêu tôm nè, mình đã làm như vậy ha. Mình cho hết vào, mình cho nó chảy xuống như vậy nè các bạn. Mình cứ để cho nó chảy xuống như thế này. Đó, nó nằm như vậy nè các bạn.
Rồi là mình lấy cái muỗng cái nồi cơm á, mình ấn nhẹ nhẹ xuống như thế này, nhẹ nhẹ thôi các bạn đó, mình ấn nhẹ nhẹ xuống như vậy là cái nồi bún riêu của mình nó sẽ được từ miếng khi mà mình lấy ra rất là ngon, phải không các bạn? Với công thức này rất là đơn giản, ai cũng làm được, thì các bạn cứ làm hết như vậy vô một cái nồi nước súp. Như vậy là nồi nước súp của mình đã xong rồi. Bây giờ mình qua cái phần luộc bún như thế nào và ăn như thế nào, cùng nhau chia sẻ nha các bạn. Và bây giờ nồi súp cũng đã xong rồi, mình sẽ vớt lên cái miếng riêu để cho các bạn thấy nó rất là ngon như thế này. Đây là cái miếng riêu mà mình bỏ vô cái dĩa đó các bạn. Rồi nó sẽ là được một miếng như thế này. Các bạn có thấy ngon không? Cho nên lúc mà mình nấu cái nồi nước súp này rất là quan trọng, cái riêu nó phải ngon và nó phải có một cái miếng riêu như thế này. Khi mình múc vào tô thì mình sẽ cho mỗi tô vài miếng. Và ở dưới nước thì đây, đây là cái nồi nước súp, ở dưới này là mình cũng có riêu. Như lúc đầu mình đã cho riêu vào đây, mình quậy lên, các bạn có nhớ không? Đây, đậu hũ, huyết và giò heo. Thì giò heo mình đã lấy ra và mình đã cho vào nước, khi nào ăn thì mình sẽ cho vào. Bây giờ mình sẽ làm một nồi nước súp nha các bạn. Và bây giờ cái nồi súp rất là ngon các bạn ơi, trong này mình đã có như là miếng riêu như thế này, nó đã nổi lên trên nè các bạn. Rồi ở dưới này là đậu hũ nè, đó đậu hũ, rồi huyết heo như thế này, rất là ngon. Và đây là thịt mà mình đã bỏ vô lúc đầu đó các bạn. Và mình sẽ múc lên huyết cho các bạn coi, cái miếng huyết rất là ngon nha. Đây đó, các bạn thấy ngon chưa? Và bây giờ mình sẽ múc vào tô nha các bạn. Đây là cái tô bún, mình đã có 2 miếng giò heo, bây giờ mình sẽ cho vào đây một chút xíu thịt, và đây 2 miếng 3 miếng huyết, và mình cho vào đây luôn là 1 2 miếng cà chua và 1 miếng đậu hũ như thế này. Nhưng vậy là quá ngon rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ít cái riêu như thế này nè các bạn dùng cái muỗng đó, các bạn ngắt cắt ngang đó, các bạn thấy chưa, quá ngon như thế này. Nhìn vậy là mình sẽ có được một miếng riêu cua, riêu tôm rất là ngon. Và mình chan nước lên như thế này, và mình sẽ cho chút xíu màu cho vào đây. Như vậy là đã xong, mình sẽ cho chút xíu hành vào trong này thì sẽ ngon hơn. Đây mình sẽ cho hành lên nha các bạn. Như vậy là đã xong một tô bún. Bây giờ mình qua bàn ngồi ăn nha các bạn. Và bây giờ cái tô bún nhìn ngon quá các bạn ơi. Đây là giò heo, huyết heo, và đây là riêu tôm. Các bạn thấy miếng ngon không? Và đây là những miếng mà mình đã bỏ vô trong nồi trước khi mình cho cái riêu miếng vào. Và đây cũng là đậu hũ chiên và cà các bạn, ngon quá. Thì mình sẽ ăn vào đây, thì mình sẽ cho vào đây là chẳng hạn như là mắm tôm bắc, ớt, chanh và rau sống. Nhưng nếu các bạn thích ăn nhiều loại rau khác nhau như là rau muống thì hay là bắp chuối thì các bạn cho thêm vào nhé. Video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin phép tạm ngừng. Chúc các bạn cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, cho nhau nụ cười. Và đừng quên cho mình một cái subscribe, like và share. Chúc mừng Noel. Merry Christmas. Bye bye.